Hello, xin chào tất cả mọi người. Lâu quá rồi không gặp lại mọi người. Hôm nay bạn với Chun đi mướn xa. Thì hai đứa nó thời gian ở Đài Loan bây giờ không có đi xa đâu được. Thì ở nhà nếu mà có đi ra đi chợ hay là đi mua đồ ăn thì chạy có chiếc xe máy chạy bon bon trên đường nó cũng mát mẻ hơn. Nên là hai đứa quyết định đi mướn chiếc xe. Thì Chun muốn Yeah, mướn nothing to show here. Chuyên muốn mướn xe điện, xe mà mình không có đủ xăng đó mọi người. Thì ở Đài Loan nó có cái loại xe Gogoro, thì là Electronic. nó là xe điện, rồi mỗi lần hết điện là mình dỡ cái bình đó mình ra mình thay cái bình khác vô, nó cũng rất là tiện. Nên là hai đứa mới quyết định ở đằng kia chút xíu mình quay cho mọi người coi. See any scratch? Of course, it's old car, it's old motorcycle. Yeah, it's better than buying a new car. Cool. LED. Yeah, so all this scratch, when we return, they can inspect again. Sorry, yeah. Okay. Đây là mọi người chiếc xe bán với chuyên mướn nè. Chiếc xe này là xe điện. Ở đây nó có here, come here. This is two battery. Ở đây là nó có để cho mình hai bình điện nè. Ở trong xe mình có hai bình điện thì á. Đây. Hai cái bình này là hai bình điện nè mọi người. Hai bình điện cho chiếc xe của mình. Wow, it's so windy. Sao tự nhiên nó gió vậy nè. Xong rồi xe này không có cái chìa khóa tay, chỉ có cái chìa khóa bằng giống như kiểu là it's okay, chìa khóa thông minh á, mình mở bằng cái này, mình tắt bằng cái này là bấm tắt, rồi cũng là một cái nút này mình bấm là nó lên, rồi mình phải bóp cái thắng này rồi mình bấm vào chữ go là chiếc xe nó mới on lên cho mình. Rồi cũng tương tự là mình bóp cái điện này, mình bấm cái nút tắt này cảm ứng nè mọi người. Hồi ở Việt Nam á, là hồi mà bạn học cấp 3 á, là bạn cũng có hay đi xe điện, hay đi xe mà không phải kiểu xe điện mà xe đạp điện á, nhưng mà xe này khác lắm, xe này chạy nhanh bằng xe máy luôn á mọi người. Ok, bây giờ mời mọi người đi view cùng với bạn với chưa nha. Let's go. Cảm ơn này. Chưa mới chạy có chuyến mà đang sơ sát luôn á mọi người. Chạy chạy xe máy vui dễ sợ, giống như cảm giác như đang ở Việt Nam á. Đường xá còn rất là giống Việt Nam nữa. Có ăn chơi. Finally, why we feel like we have a leg in Taiwan. Yeah. We can go somewhere. Chưa nói là cuối cùng thì cảm thấy giống như có chân, tại vì mấy bữa nay ở nhà không có đi ra ngoài, với lại chiếc xe
xe ô tô của mẹ Jun mà Jun về hay lái á, hôm nay về bị hư cái máy lạnh nên là không có lái được. Because the car is broken as well. Yeah, my mom's car broken. Yeah. Wow. Let's go to the glasses store. Yeah. Bây giờ hai đứa bạn đi làm kính. Thì Ben với Jun vừa mới đi trong cái cửa hàng kính ra, Ben với Jun tới đây để làm kính. Thì ngay cái chỗ mà Ben làm kính á, thì nó sát bên cái chợ đêm luôn. Đây là chợ đêm Night, Shilin Night Market là chợ đêm Shilin đó mọi người. Nhưng mà người ta đóng, tại vì dịch ở Đài Loan đang còn khá là nghiêm trọng. Đây là không có gì mở cửa hết. Chỉ có một số hàng mở cửa là mình order mình đem về thôi, chứ không có ăn uống, không có đi lại, nói chung là không có chợ đêm. Chợ đêm đóng cửa. À, buồn quá. Đây là thôi bây giờ tụi Ben làm kính xong rồi thì đi về, nhưng mà tới đây sẵn tiện thì Ben nói là Ben quay cho mọi người coi cái chợ đêm như thế nào. Bình thường mà giờ này á là đông người đi qua đi lại lắm, nhưng mà bây giờ mọi người thấy đó, cũng không có bao nhiêu người đi tới đi lui hết, tại vì những cái cửa hàng ở đây cũng không có mở cửa nhiều, nên là ai ở đây thì xung quanh đây thôi, hoặc là mấy người đi ship đồ ăn thôi, còn lại không có người đi tới đây để làm gì hết. New glasses. Not glasses. And contact lenses. Ben có làm cái clip đi lấy chiếc xe mướn, thì thôi Ben làm luôn cái clip cho nó trọn vẹn luôn. Bây giờ Ben với Jun ăn tối, mời mọi người ăn nha. Mọi người ơi. Yeah, Ben xào đậu ve với lại thịt bò với lại bắp non với mấy cái đồ lộn xộn tùm lum sà beng. Mấy nhiều đồ ăn là ăn hôm qua chưa hết nên là hôm nay ăn tiếp. Mời mọi người nha. Có gì mời mọi người ăn cái đó. Mày hôm nay Ben với Jun ăn ở nhà hoài mà không ăn ở nhà, đâu có chỗ nào nữa để ăn. Nhà hàng người ta đóng cửa không cho ăn ở, không cho ăn tại chỗ 100% mà mọi người. Một là mình mua mình đem về nhà ăn, hai là mình cũng ngồi ở nhà mình order người ta deliver về tới. No dining, no indoor, 100%. Cool. Nhà nấu và nấu. Hôm nay chỉ có Ben với Jun thôi. Ba mẹ Jun bữa nào không bận thì ăn với tụi Ben, nhưng mà bữa nào bận thì ba má nói hai đứa tự ăn đi, ba má tự lo được. Đâu, hôm nay cái chiếc xe Ben mướn đó mọi người thấy, chiếc xe điện mà nó chạy nhanh đó mọi người thôi. Ben thấy Jun là chạy tới 50 mấy 60 km/h luôn á. The motorcycle is fast. Is it? I see you drive like 50s.
50 something kilometer. Yeah, but that's like what, 35 miles. Mm. It's not fast. It's just a lot of car on the street. It's the electric, honey. Yeah. Xe điện mà bên thấy chạy dạy là nhanh đó. Hồi cấp 3 bên đi học bên đâu nhớ chứ xe điện nó chạy nhanh vậy đâu. Mà xe điện này nó tiện hơn. Nó tiện một cái là mình về nhà mình không có cần cắm dây chạc mà mình thay luôn cái ổ điện nó luôn. You mean fast, you mean speed up very fast? Or, yeah, and also the speed. Actually, I see a lot of people drive so fast on the street. I don't know why. Like, like the 60, speed limit 70? Is 50, they are driving like 70. Có mấy chiếc nó chạy 70 km/h luôn. Chạy nhanh dễ sợ. Học chứ? Ở bên Mỹ làm mấy clip ở nhà ăn uống mà tự về đây được đổi không khí. Ra đường ăn kiếm gì hay hay ăn mọi quay mọi người coi ai ngờ đâu. Về đây cũng toàn ăn ở nhà, thôi mọi người thông cảm nha. Chuyến này đi du lịch thất bại hoàn toàn mọi người ơi. Deep trip. I'm about to introduce Taiwanese cuisine to people. But it's fail. Taiwanese cuisine? Is that home is also good. Just don't have anything to introduce. Thì hỏi chuyên một tháng là mới chứ xe là bao nhiêu? Honey, how much is for renting that electric bike for a month? So it's 4,200 for the bike and 800 for the battery. Yeah, so 4,200 is maybe like $150. Battery is about $30. So together it's about less than $200. Okay. Yeah. Not bad. Mm-hmm. Yeah, not bad. Give you a leg. And because it's battery, so we don't have to spend money for gasoline. Oh, you pay, right? You pay. Already pay. And they're sneaky. You really have to pay for the battery plan, $800 a month. All you can use. But if you drive more than 600 kilometers a month, every kilometer is $3. So it's not all you can drive, right? Yeah, it's still limited. But if you drive more, you pay more basically. Yeah, but it's fine. I don't think we're gonna go anywhere very far. Tụi bé mướn xe cũng chạy quanh quanh khu xóm này thôi, giống như là đi mua đồ ăn sáng rồi đi ra chợ mua rau rán về nấu ăn chứ cũng đâu có chạy đi đâu xa đâu. Mà chạy xa cũng không được mọi người, chạy xa nó cũng bất tiện lắm. Chiếc xe đó chạy đầy hai bình xăng á là hình như chạy được 60 km, 60 km total when it's full. So bad. Để hai cái bình đó là chạy được có 60 km à. Two of us, we don't need to use the share spoon, right? Gấp cái trứng này mới nhớ lại cái phim Điên thì có làm sao không mọi người. Cái phim đó cũng vui. You just need to get this. That's a movie. Like she trying to get it and she couldn't get it. She got so angry. Let me try. And the main actor just like. Bữa bên có coi cái phim đó hết cũng vui. Nam chính như nữ chính thì cũng dễ thương hết. Điên thì có làm sao. Nữ chính gấp hòa cái trứng không có được. Gắp bằng đũa không có được, cái bà bực mình. More? Yeah. More rice? Mm.
kiểu. Rồi là muốn chiếc xe đó là một tháng khoảng chừng 200 đô. Mình lái bao nhiêu cũng được. Mà không có được lái quá 600 km. Trên 600 km là 1 km là người ta tính thêm 3 đồng nữa. 1 km. Kilometer. Yeah. Good. Mm. How is the beef? The one that's beef rib. That's rib, right? Look yeah. Rib. Looks like a lot of fat. I thought it's gonna be hot, but it's not hot. Mm. Okay. Mm. Are you marinated? Some chicken powder. Mm. Some sugar. Mm. Some oyster sauce. Mm. Soy sauce. Mm. That's it. Yeah. No fish sauce. Mm. Does it taste like fish sauce? Mm. Mm. Nấu đồ ăn mà có nêm nước mắm Chuyên cũng không có biết. Thì khi mà ăn thì Chuyên không có nếm ra được. Nhưng mà nhiều lúc mình nấu á, mà cái nước mắm mà cái lúc mà mình nếm vào trong gia vị mà nó xuống tới cái, nó đụng tới cái đáy nồi á, xong rồi nó lên cái mùi ấy, thì ông nghe cái mùi nó hơi mạnh. Nhưng mà ăn thì thích mà không thích nghe mùi. Với lại Chuyên không có thích ăn nước mắm sống. Nước mắm mà mình không có chế biến vô đồ ăn á thì giống như kiểu là mình hay ăn nước mắm riêng, mà mình đổ nước mắm xong mình cắt ớt vào ăn á mọi người. Rồi Chuyên không có thích ăn cái kiểu đó. Làm nước mắm ngọt thì thích, giống như là ăn bánh xèo với nước mắm ngọt hay là bánh cuốn thì Chuyên thích ăn, Chuyên ăn được. Bánh xèo. Ừ. You want some bánh xèo? I brought the powder. I made it. When we have chance. Mm. Bạn có đem bột bánh xèo về mà. Mai mốt rảnh đổ cho nhà Chuyên ăn. Mm. This time is the time to have some soup. You want some soup? But no soup. Bạn ăn cơm á, thường chén thứ nhất ăn được khô. Chén thứ hai mà thấy nó hơi khô rồi bắt đầu là chan soup vô. Cut. Mệt. Làm đồ ăn rớt ra rồi cut. Làm đồ ăn rớt ra ngoài rồi cắt nữa. Ăn cơm mà không có nước canh, mình thấy nó hơi khô thiệt. Nhưng mà Trinh thì là không thích ăn canh. You don't have to eat rice with soup, right? No. Hình như là người Đài không có ăn canh nhiều á mọi người. Mình thấy là Trinh không có thích. Mà nó ăn lúc mà có ba mẹ, Trinh thấy cũng ít ăn canh đó. Mình nấu canh ra thấy mọi người ít mà múc canh vào chén ăn canh lắm kìa. Không phải như người Việt Nam mình hay là người phương khác thì bên không có biết, nhưng bên thấy là gia đình Chuyên ít có ăn canh ăn súp lắm. Ăn đồ khô với lại đồ xào, mà đồ xào bên thấy là gia đình Chuyên hay nấu là đồ xào có chút nước. Nói trong đồ xào mà nó sệt á, bên thấy vậy. Đồ ăn order ở ngoài về cũng vậy. Mấy cái đồ xào nó không có khô như mình đâu. Ở dưới cái dĩa lúc nào nó cũng ướt mà có sệt cái nước á. Không phải khô. Đó là các bạn thấy sự khác biệt như vậy. Let me so much rice. Excuse me. Sushi. Ăn cơm no. Muốn ăn chapat. Sticky corn? Mm-hmm. Is it? No. I think it's American. Cái bắp này bên gia đình em gái Trinh trồng nè. Nhưng mà tại sao trồng bắp từ Mỹ mọi người? Bên tưởng là bắp dẻo, mà không phải dẻo, nó giòn, nó ngọt. Bắp ngọt, không phải bắp dẻo. Bắp dẻo. Cả nhà lá vườn á mọi người. From my garden. Yeah, organic. Mm. Very organic. Organic 100%. Do you have any
No, you go ahead. I go ahead? Mm. Mm. Okay, go ahead. Mm-hmm. Today is Friday. Mm. Tomorrow. Tomorrow off. Mm-hmm. Hôm nay thứ sáu rồi. Ngày mai thứ bảy nghỉ. Chung lại được có cuối tuần. Ok. Mm-hmm. Thì clip của ngày hôm nay đang trở lại. look for more clip of our boring life. Nó thì cũng không có gì thực sự mới mẻ lắm, nhưng mà lâu lâu ra đường có việc làm thì cũng quay lại mọi chia sẻ mọi người chút xíu vậy. Tình hình dịch của Đài Loan thì cũng đang còn căng thẳng, nói chung một ngày cũng 200-300 ca hoặc là hơn, nên là tình hình cũng chưa có tiến triển lắm. Hy vọng là cái cơn dịch này được mau chóng được gọi là dưới control, dưới cái sự được control, dưới sự điều khiển. Dịch lại nhưng khi bên dịch bên cũng thì đó như vậy đó. Với lại chúc mọi người cũng chú ý giữ gìn sức khỏe an toàn. Thì bây giờ ở Việt Nam cũng vậy, ở Đài Loan cũng vậy, hai đất nước bây giờ cũng đang bị dịch nghiêm trọng, nên là mọi người cũng chú ý cẩn thận giữ gìn sức khỏe. Xin cảm ơn chào buổi tối. Xin cảm ơn chào buổi tối. Hẹn gặp lại một ngày video clip tiếp theo. Bye bye mọi người. Good night.